em đang hết tất cả nha. Rồi, xin như vậy thôi, nghĩa là một cái gì đó mà khiến cho anh khiến mọi người lãng mạn hơn đúng không ạ? Rồi, cái phút đầu tiên, chúng tôi phút đầu tiên, một tràng vỗ tay cho Mr. Boatman có được không ạ? Ở khu vực tiền, dù quá thời tiết không nên mưa. Thấy chưa, rất là hợp với lại cái khung cảnh này. Trước khi mà đến với nó, thì năng lượng của mọi người đâu hết rồi ạ? Sơn Quang ơi! Hòa cùng với Crazy là cái khung cảnh này nha. Ở đây không? I won't give up. Listen up. I won't give up. I want to see your hands today.
Một cái điều đặc biệt là Khoa luôn luôn phải tự trả lời những câu hỏi là người này là nam hay nữ. Does that matter? Nó còn quan trọng nữa không khi mà mọi người feeling good tonight? Và chúng ta là những thế hệ mới, chúng ta là những người mới của Việt Nam, và chúng ta sẽ gạt bỏ đi những định kiến của xã hội. Đồng ý không ạ? Đồng ý. So you killed enough. So ngày hôm nay Khoa đến đây, mọi người rất là vui khi có mặt mọi người ở đây. Và cảm ơn thời tiết đã dừng mưa rồi.